Đầu tiên thì cho mình xin phép gửi một lời chào đến tất cả mọi người đang xem cái video tiếp theo này của mình nha. Thì hiện tại thì là mình đang ở cái đường Lê Minh Nhật, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Thì đây là cái ngôi chùa Pháp Thành này các bạn này. Thì mình đang đi ngang qua đây thì mình mới phát hiện ra một cái cô bán vé số, là cô có một con vịt đi theo để bán vé số cho cô, đi theo mỗi ngày luôn nha các bạn. Và nó ở, nó canh, nó bán vé số đàng hoàng chứ không phải là cô đang ngồi bán bên đây này. Để mình dẫn các bạn sang nha. Ở đây, các bạn có thể thấy đây là cái chú vịt đi theo cô để đi bán vé số mỗi ngày nha các bạn. Và cô có nói hồi nãy mình có trò chuyện với cô một chút đó, là cô bán vé số ngày nào cũng trúng nha các bạn ơi. Và nó nãy giờ là nó đứng đây nó giữ nó để nó bán vé số các bạn. Cô cho con hỏi là mình nuôi nó từ bao giờ nhỉ cô nhỉ? Nó được hồi 16, nó nở ngày 16 tháng 7. Dạ. Ngày cũng như ngày rằm tháng 7 đó. Ngày rằm tháng 7 luôn hả cô? Rằm tháng 7. Là nó được mấy tuổi rồi cô? Nó được 5 tháng mấy rồi, còn mấy ngày nữa là được 4 tháng mấy rồi, còn 5 4 ngày nữa, 4 ngày nữa 5 tháng. À. Nó vậy là nhà. Cô mua trứng về ăn hay là sao mà lại có nó? Trứng nó nở ra. À, trứng nó nở ra rồi cô để con nuôi luôn à? Ừ. Mà cô cho con hỏi là cô tên gì á cô nhỉ? Lương Thanh Hà. Lương Thanh Hà. À, Lương Thanh Hà. À, cô bán vé số vòng vòng ở khu vực Củ Chi này thôi nha các bạn. Nhưng mà mình ví dụ như mà mình người ta lại để mua vé số của mình nhá, mà người ta không đưa tiền nó có đi không cô? Nó không đi. Nó ghê vậy, nó vô không đi luôn đó hả? Vô trong quán đấy mà không trả tiền mẹ mày là nó không đi, nó không đi theo tư mà nó đứng nó chờ chừng nào lấy tiền rồi nó đi. À vậy luôn hả? Ừ. Đó các bạn có thể thấy là con vịt nó rất là khôn nha các bạn. Nó đứng canh vé số này. Đó nó dòm nó biết. Đó, chị thử đi đừng trả tiền xem nó như thế nào. Chị thử đi đừng trả tiền nó xem. Trả tiền mẹ rồi. Trả tiền mẹ rồi đó. Kìa, người ta mua vé số mà không trả tiền kìa. Đó các bạn, nó nghiêng đầu nó nghe kìa. Nó nghiêng đầu là nó thấy trả tiền là nó phải lắm. Ừ, ở đây nè. Kìa, nó thấy có cầm tiền này kìa. Nó biết hết trơn nè. Nó biết không trả tiền thì trả tiền biết. Nó rất chi là khôn nha các bạn. Nãy giờ mình có lại đây mình có ngồi trò chuyện với cô một lúc rồi thì mình thấy nó rất chi là khôn. Nhưng mà bình thường cô cho nó ăn cái gì hả cô? Cô cho nó ăn cái gì hả? Cơm. À cơm. Cơm với lúa. Với mì, nó ăn mì nhiều lắm. Mì gói ấy hả cô? Mì gói. À nó ăn mì gói luôn à? Mì lúa cơm. Đó, đây các bạn có thể thấy này. Trả tiền là phải lắm. Dạ. Nó biết hết trơn à. Khôn ghê ha cô ha. Khôn lắm. Không có đi đâu. Hả? Nhưng mà bình thường tối nó có ngủ với cô không? Hay là nó ngủ có cái chuồng riêng cô? Trên võng nó chảy cái áo cô nó nằm ngủ ở dưới lưng. À, nó quen hơi rồi. Nó quen cái hơi của cô rồi. Lấy tờ số nha mày. Nó lia kìa, cái mắt nó lia kìa. Đó, thấy chưa? Lấy vé số nó biết đó. Nó có mổ không cô? Nó có mổ. Mình lấy mình đi có mổ không? Không, nó nghiền đó. Nhưng mà lấy số không trả tiền là nó mét liền. Ghê. Quá dữ rồi. Con hai tờ số. À, anh lấy số gì anh? Gì cũng được. Số gì cũng được hả? 78 đi. Có khách chỗ mua vé số các bạn ạ. Bình thường mình chờ vô người nó có mổ không cô? Không. Không hả? Kê để tay lên đầu, để tay lên đầu á, để tay. Thôi lên nó mổ co đó, nó mổ co đó. Để tay lên đầu nó cho. Nó quen hơi cô rồi. Nó quen hơi của cô rồi. Cho để tay lên đầu không? Cho để tay lên đầu cái nha. Để tay lên đầu. Để nha. Phải lắm, cần lắm. À, cưng. Để lên đầu nha. Nó liếc kìa. Ừ. Một ngày bình thường thì cô mình bán được nhiều không cô? Bán được bao nhiêu? 200 vé. 200 tờ. 200 tờ thì nó trà đường mình đi 10.000 rồi. Rồi bữa trưa rồi phải mua nước. Trời ơi, nó uống trà đường luôn á hả? Uống trà đường.
đó kìa, trong quán cà phê ngay chỗ này này luôn. À. Uống trà đường. Rồi mình uống cà phê, uống cà phê. Bình thường á là cô cứ đi bán ở đâu là nó đi theo nó luôn. Đó đây này các bạn này, đây là cái xe của cô này. Tại vì mình đang đi ở ngoài đường á, mình thấy cô để nó đứng ở trên cái xe này này, cô đạp đi vòng vòng ngoài đường á, đi đến chỗ bán á. Lờ xe đó nó biết á, lờ xe đó nó nghiêng đầu á. Kìa, ta lấy xe kìa con. Lấy xe mày nè. Lấy xe rồi. Lấy xe mày nè. Dạ. Nó dòm. Nó quay lại đó, nó giữ xe lắm nha. Ừ. Nó giữ của rất chi là ghê nha các bạn. Các bạn đi lại xe mà đúng vô xe của nó là không được đâu. Nó giữ xe ghê lắm. Lấy xe lên nha mày. Lấy xe lên nha. Rồi con này cái đoạn lông này, cái đoạn này đẹp quá ha cô ha. Tự nhiên. Nó rất chỉ là khôn, mình thật sự là mình khi tắm mà tiếp xúc mình đó. Rất chỉ là khôn. Tắm sữa tắm không? Có luôn hả cô? Tắm sữa tắm ngày hai giác á. 4 giờ sáng là tắm rồi, 4 giờ chiều tắm rồi. Nó hỏi nó nghe, hỏi làm gì nó. Gì mày quay cái clip nha. Tao xin mày quay một cái clip nha. Mai mốt cho mày nổi tiếng luôn nha. Được không? Nó được không? Nó nghiêng đầu nó nghe á. Ừ, nghe. Sao? Tao xin mày rồi, tao xin cô rồi. Cho tao quay một cái clip về mày. Mai mốt cho mày nổi tiếng nha, được không? Được không? Hả? Rất chi là khôn luôn các bạn ạ. Thì kìa, xuống bán vé số, người ta lấy vé số kìa. Người ta lấy vé số mà không trả tiền kìa mày. Thì bán số đi kìa mày. Ê, không ăn chưa? Bán số đi kìa. Đứng dòm không là chết rồi. Đó, nghiêng. Mời số đi kìa mày, mời số đi. Đó đó đó. Nó muốn ăn hay gì á cô ạ? Nó uống trà đường hả cô? Để con đi mua cho nó một ly trà đường. Đây nha các bạn ơi. Thì mình mới vừa chạy đi mua trà đường về cho con vịt các bạn ạ. Đó, các bạn có thể thấy là nó uống trà đường nha. Đưa nước lạnh nó ít uống lắm. Uống trà đường đó, uống trà đường hết trơn à. Ghê không, ghê không, ghê không. Đó, ngày nào cũng ly hả? Ngày nào cũng một ly trà đường hả cô? Ly trà đường, còn nước mía nữa. Nhai nước đá đi con, nhai nước đá nha. Ừ, nhai nước đá đi. Nó rất chi là khôn luôn nha các bạn. Nó khôn, cực kỳ khôn luôn đó. Nó hỏi với cô đó, cô nói hả? Dạ. Tại ở... Ngày nào cũng phải một ly trà đường cho nó. Ghé đó là ngày 6 ngàn ly đó. Dạ. Đó, nó uống trà đường nha các bạn. Nó không, nước trắng hồi nãy bỏ vô rồi nó uống, nó gần như là không uống luôn đó các bạn. Uống. Nước trắng nó đâu có uống. Uống trà đường. Uống đi mày. Uống đi kìa, uống đi xuống bán số kìa. Nó nghe kìa, nó nghiêng đầu, nó nghiêng đầu nó nghe nha cô. Nghe. Uống đi xuống bán số kìa. Xuống bán số, người ta lấy số người ta không trả tiền kìa mày. Cho sờ đầu cái nha, cho sờ đầu cái. Sờ nhẹ thôi. Sờ đầu cái nha. Né. Nè, thấy trả tiền nè. Đó, thấy trả tiền chưa? Thấy người ta mua số trả tiền chưa? Đấy, không trả tiền, cái là bắt đầu nó cúi cái đầu xuống, nó gì 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 gì, nó cung. Mà từ ngày mà mình nuôi nó là gần như là ngày nào mình bán cũng trúng hả cô? Trúng. Hay là ngày nào cũng trúng? Ngày nào cũng trúng luôn, đô 400, đô 3 triệu có. Nhưng mà trước đó là cô bán có thường trúng không? Ít trúng. Ít trúng. Ừ. Mà từ ngày mà... Mua, có, từ hồi đi bán là có 100 vé, 120 vé, bây giờ 200 vé. Là từ ngày là mình có nuôi nó đó, là trước đó cô bán là rất chỉ là ít trúng. Ừ. Nhưng mà từ ngày mình nuôi nó là bán... Ngày nào cũng trúng. Ngày nào cũng trúng. Ngày nào cũng trúng mà hồi đó chưa nuôi nó thì bán ngày có 100 tờ hoặc mấy chục thôi đúng không cô? Ừ, 70-80, 100 tờ, 200 tờ.
Còn bây giờ là từ ngày mà nuôi nó là ngày bán 200 tờ. Nhưng mà con hỏi thật chứ, nhiều khi á, mình nuôi nó vậy á, mình có nghĩ là nó có một cái linh cảm gì đó về tâm linh không con? Có. Cũng như mình thấy con ơi mẹ đi chợ là bắt đầu đi. Mà không tin hỏi con nhỏ em chồng tôi nữa, nó cũng bán vé số cho tôi, nó đi bộ. Dạ. À, tôi đi lấy vé số, tôi không đi lấy, không nó đem nó theo. Nó về tới nhà cái nó lủi cái đầu nó nằm gì đó như đi giả chết vậy á. Dạ. Lên. À nó dặn cô hả? Ừ, là cô đi theo. Cô đi bán vé số mà không cho nó theo. Không đi, đi lấy vé số. À. Như ngày đó là tắm nó rồi mà không cho đi theo. Dạ. Nó dặn nó nằm trên vừa re. Quá dữ rồi mày, quá dữ rồi. Mình có đặt tên cho nó là tên gì không bé hay cạp, là bé cạp. Dạ. Ở chợ Việt Kiều họ tên bé cạp không? Bé cạp á. À nó là nó tên là bé cạp nha các bạn. Bé cạp. Kìa đứng kìa, xuống bán số đi kìa mày. Không uống nước nữa à. Nè. Uống nước đi. Uống đi con. Uống đi nè. Uống đi kìa. À, uống đi. Nó cỡ rồi đó. Thôi rồi, nó nghỉ uống rồi. Uống đi. Xuống bán số đi kìa mày. Con uống đi nè. Nè. Giết rồi mình chăm nó giống chăm con luôn đó cô ha. À không cho đi theo là nó la. Đó các bạn có thể thấy nó rất là khôn nha các bạn. Thực sự khi mà mình tiếp xúc với nó rồi mình bất ngờ luôn các bạn. Phải lau miệng cho nó nữa đó. Ghê vậy? Ừ. Ăn mà còn phải lau miệng hả? Mày quá dữ rồi. Ăn dơ nha, không ăn dơ nha mày. À cái xô đồ ăn của nó cô ạ. Cái xô đồ ăn của nó. Đây, cái xô đồ ăn đây. Ê, đây. Đây nè, đây nè. Đây nè, lên đây ăn. Không có cho xuống dưới sợ nó dơ. Ăn đi kìa. Ăn đi. Nó mò đồ ăn nó các bạn. Thôi tao xin rồi, xin quay rồi mà dòm cái gì liếc hoài à. Có đồ ăn của nó ở trong các bạn, cơm với là lúa ở trong á. Nó ăn thì ăn nhưng mà thỉnh thoảng nó cứ liếc lên, nó liếc con nha cô. Đó đó, thấy đây này, cô thấy này, đó đó, nó liếc con nha, nó liếc con đàng hoàng luôn á. Kìa nó nhìn con kìa. Các bạn có thể thấy nó nhìn thẳng mình luôn nha. Nó nhìn thẳng mặt mình luôn á. Vậy là cô đi từ nhà xuống đây á, là cô đạp xe còn nó đứng ở sau đây đúng không ạ? Sau luôn. Chợ Củ Chi á là người ta ảnh mấy người bán cá, người này sang tay người kia ảnh chụp hình, nó ôm nó chụp hình xong á. Ăn đi, ăn đi. Ngày tắm rồi sức dầu thơm hai cử nha các bạn. Chứ không phải đơn giản đâu, không để ở dơ đâu nha. Các bạn có thể thấy là cái lông nó rất là mượt. Đó 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 đó. Ăn đi rồi xuống bán số cho mẹ mày kìa. À, nó nghiêng. Con nói bảo ăn đi rồi xuống bán vé số cho mẹ mày, nó nghiêng đầu lại kìa đó. Xuống bán vé số cho mẹ mày kìa, không có mẹ mày mua bán người ta lấy không trả tiền kìa. À, người ta trả cô con vịt này 10 triệu mà cô không bán. Cái đầu bánh tráng đó trả 10 triệu không bán. Dạ. Để tôi 3 tháng rồi tôi dư 10 triệu nữa. Nhưng mà tính ra mình nuôi nó cái kiểu là mình quý nó rồi, nó cũng quý mình cô ạ. Chết thì trơn đó. Chừng nào dạ. Chết thì trơn. Quá dữ. Sáng giờ cô bán được nhiều chưa con? Trăm hơn trăm rồi. Sáng giờ hả? Ừ. Mày. Hiện tại bây giờ là chỉ mới có chừng 7 giờ rưỡi sáng thôi nha các bạn. Trăm nhưng mà từ cô bán từ mấy giờ nhỉ cô nhỉ? Lúc con thấy cô đi ra đây nè. Con thấy cô đi ra đây là cái lúc nó tầm cỡ gần 7 giờ.
là cô bán, con đoán là cô bán ở đây mới khoảng chừng cỡ hơn 30 phút thôi mà đã bán được 100 tờ. 87 gì? À anh mua của cô trúng luôn hả cô? À anh mua của cô luôn à? Đúng rồi. Đó đây này các bạn này. Cô bán trúng số 87 này. Có lô 3 triệu nữa đó. Có lô 3 triệu nữa nè. Nè con 22 đâu mất tiêu rồi. 22 ở bên Cần Thơ á cô. 400 chưa lô nè. Bây giờ con này. Cho sờ một chút xíu nha, sờ đầu một cái nha. Sờ đầu một cái nha. Đây nha các bạn ơi, bây giờ thì cô bán ở đây rồi thì bây giờ cô sẽ đi bán ở những nơi khác nữa. Và để cho con vịt đi chào người ta mua vé số nữa các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ quay cái hành trình của cô để cho các bạn cùng theo dõi với mình nha. Thật sự là nó rất là khôn luôn các bạn ạ. Đó, nó đến nó kìa. Bé cạp. Bé cạp ơi, bé cạp cho sờ đầu cái bé cạp ơi. Cho sờ đầu cái nha. Nó rất là khôn các bạn ạ. Thực sự luôn, một điều mà nói là nó rất là khôn. Kết vịt hả? Dạ, kết con vịt ạ. Nó khôn lắm anh ạ. Nó bình thường là cô đạp xe vậy đó, nó đứng đằng sau á. Nó quen mà. Kìa người ta lấy số không trả tiền kìa. Người ta lấy số đi luôn kìa không trả tiền kìa. Mẹ đó, mẹ đứng này. Mẹ đứng này nè. Dễ gì hết đó. Kìa nãy con gà vé số đi, mẹ kêu cặp, mẹ kêu vé số đây nó kêu cặp cặp. Đi không? Không thấy đâu. Thôi anh mừng xe em về quay sáng em thấy lên nè. Đi quay ạ. Nói chung là cái video này mình sẽ quay hơi dài một xíu các bạn ạ. Để mình cùng theo dõi, mình cùng mời các bạn theo dõi cái hành trình này của chú vịt này với mình nha các bạn. Tại vì nó chú vịt này khá chi là đặc biệt các bạn ạ. Nếu như mà nó là chó hoặc là gì đó thì mình không thấy lạ lắm đâu, nhưng mà đây là một chú vịt nha các bạn. Ấy nè, nó mới đổi 2 tờ. Đó, bây giờ nó đi theo mẹ của nó rồi các bạn ạ. Bây giờ bình thường là nó sẽ đứng ở trên xe, nhưng mà bây giờ cô để cho nó đi bộ theo nó luôn các bạn ạ. À theo cô để cho nó đi bộ theo cô luôn các bạn ạ. Qua đường luôn dữ. Nó ngược nắng, nó hơi chói một chút xíu, các bạn thông cảm nha các bạn. Đó các bạn có thể thấy nó đi bộ theo chủ nó kìa. Nó vô nó mời mua vé số các bạn ạ. Đấy các bạn có thể thấy nó đang ở dưới đi lên này các bạn này. Mình quay đây nó xuôi nắng cho nó đỡ chói một xíu, hồi nãy nó bị hơi bị chói các bạn ạ. Đó nó chạy theo kìa. Quá dữ rồi, đi bộ theo luôn. Đó các bạn có thể thấy nó chạy sát theo chân cô lên này. Nó đi dễ thương lắm các bạn ạ. À, tới quán này kìa, chào mua vé số đi. Thấy biết không? Chào mua vé số đi kìa, tới quán này kìa, quán quen của mày đấy. Tới đây đã, nó dừng chân rồi đó. Kêu ổng làm cho đường. Đâu rồi? Kìa, bạn mình ơi, ra bên. Kìa, bạn mình kìa, đi vô trong đi. Nó kêu gà đó. Nó dí chó luôn. Nó dí con chó luôn rồi. Ghê vậy. Quá dữ rồi.
vô dí con chó kìa mày. Vô dí con chó kìa. Nó kêu ra đó. Ra không con? Con kia nằm mừng rồi. Đây nha các bạn ơi, thì bây giờ cũng đến giờ cô, nãy giờ cô ngồi ở quán cà phê với mình thì mình cũng có trò chuyện với cô một chút, thì bây giờ phải đến giờ cô đi bán rồi, thì mình cũng xin phép kết thúc cái video này ở đây nha các bạn. Thì rất mong các bạn sẽ ủng hộ cái video này của mình, và mình cũng xin phép kết thúc video này nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.